Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân khu dân cư số 3, số 4 và 5. Sau khi nghe Ủy ban Nhân dân phường thông báo tình hình nhiệm vụ năm 2020, nhân dân tại buổi đối thoại bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của phường trong năm qua. Dù chỉ tiêu kinh tế không đạt so với kế hoạch, tuy nhiên, năm 2020, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay phòng chống dịch hiệu quả. Cùng với đó, công tác hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão lũ được triển khai quyết liệt, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân. Năm 2020, người dân phường Hòa Thọ Đông nói chung, các khu dân cư số 3, 4, 5 nói riêng an tâm lao động, sản xuất bởi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến về lĩnh vực môi trường được nêu, trong đó dự án nút giao thông phía Đông Nam Hòa Cầm cần sớm được triển khai để dân sớm thoát cảnh ngập úng vào mùa mưa.